Trận Việt Nam Ả Rập Xê Út sắp diễn ra, Bộ Công an khuyến cáo gì? Bộ Công an cho biết khán giả tới xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam Ả Rập Xê Út vào sân chỉ cần thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đã thích hợp với các thông tin về tiêm chủng, xét nghiệm là có thể đáp ứng được điều kiện của VFF khi vào sân, không cần mang theo giấy tiêm chủng, giấy xét nghiệm. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an đưa ra hướng dẫn cho khán giả vào sân xem trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Ả Rập Xê Út bằng căn cước công dân gắn chip điện tử. Trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào lúc 19 giờ ngày 16 tháng 11 tới đây, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Ả Rập Xê Út. Trước đó, trong trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản vào tối 11 tháng 11 diễn ra tại sân Mỹ Đình, ban tổ chức đã kiểm soát vấn đề y tế đối với khán giả vào sân bằng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Tuy nhiên, trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản, vẫn có nhiều người dân chưa chấp hành nghiêm túc quy định về phòng dịch. Trong đó, hàng trăm người có vé nhưng không thể vào sân Mỹ Đình do chưa tiêm đủ mũi hoặc không có giấy xét nghiệm COVID-19. Người hâm mộ vào sân chỉ cần thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đã tích hợp các thông tin về tiêm chủng, xét nghiệm là có thể đáp ứng được điều kiện của ban tổ chức. Trước thèm trận đấu giữa Việt Nam và Ả Rập Xê Út, chiều nay 14 tháng 11, C06 đã phát đi thông báo hướng dẫn người dân vào xem trận đấu này bằng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử c 6 cho biết, ban tổ chức trận đấu khuyến cáo khán giả cần tới sân sớm để thực hiện việc kiểm tra an ninh và khai báo y tế. Đại diện c 6 thông tin, khán giả khi đến sân cần xuất trình thẻ căn cước công dân gắn chip, nếu chưa có thì sử dụng thông báo số định danh cá nhân do công an xã phường cấp để kiểm tra thông tin công dân, tiêm chủng, xét nghiệm tích hợp trên thẻ căn cước công dân về bóng đá khi vào sân. Ngoài ra, khán giả nên cài đặt sử dụng ứng dụng VNS để checkpoint, kế khai di chuyển nội địa gồm kết quả xét nghiệm trước khi đến sân, kiểm tra thông tin tiêm chủng trên ứng dụng này. Trường hợp khán giả không có thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNS thì thực hiện theo quy định của ban tổ chức như mang theo giấy tờ tùy thân, chứng nhận mũi tiêm, kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính và vé bóng đá, đại diện C06 cho biết. Trước đó, theo C06, trong tổng số 12.000 khán giả vào sân Mỹ Đình tối 11 tháng 11, đã có hơn 50% khán giả được xác thực bằng ứng dụng kiểm soát phòng dịch trên thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Theo quy định của ban tổ chức trận đấu, để đảm bảo an toàn về phòng dịch, khán giả vào sân bắt buộc phải khai báo y tế, có chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, giấy xác nhận âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra. Với phương pháp kiểm soát tuân thủ quy định phòng dịch bằng các ứng dụng do C06 phát triển, người hâm mộ vào sân chỉ cần thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đã tích hợp các thông tin về tiêm chủng xét nghiệm là có thể đáp ứng được điều kiện của VFF khi vào sân, không cần mang theo giấy tiêm chủng, giấy xét nghiệm.